cười nữa, mà thấy mẹ nói chuyện với bà cười à. Ấy à, sao nói mẹ nghe coi. À, con đang buồn ngủ đó, còn con cự nữ đó, mà mẹ kêu con, mẹ nói chuyện ấy là con cười à, cười với mẹ coi. Ý cưng lắm á, ý cưng lắm á, ông ngoại bà ngoại gì hai anh hai Minh ơi, con ngoan lắm á. Ấy không, ấy không, hả? Bây giờ nghe không thèm trả lời à? Trả lời giống hồi nãy coi. Sao? Ừ. Sao con? Hả? Suy nghĩ gì á? Em bé ơi! Em bé! Tin 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 tin! Nhìn mẹ nè! Em bé đang suy nghĩ gì không? Hả? Nói chuyện đi nè, nói chuyện với nãy đi con. Cười cười sao? Giờ muốn cái gì à? Muốn ngủ hay là thức chơi hay là muốn bú sữa à? Con khóc con la vậy đó mà mẹ nói chuyện với là con cười nè. Ấy không, lê lưỡi gì à? Nói nghe cười, nói đi, nói chuyện cho ngoại nghe một cái coi. Ý con nói chuyện đi, nói giống nãy vậy đó. Em bé, em bé ơi, em bé ơi, nè nè nè, em bé nhìn gì á? Em bé ơi, 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 em bé. Ừ, dạ con. Ừ, dạ, uống gì? Hả? À, bú không mà le le lưỡi gì? Hả? Em bé, em bé, em bé, em bé, em bé. Ngủ không? Ngủ hay chơi? Hay là bú? Ừ. Giao con. Ừ. Giao. Nói nghe cười. Không nói chuyện à, mẹ tắt à nha. Ừ. Nói chuyện đi. Nói chuyện với ngoại đi. Nói chuyện với dì hai, với anh hai Minh đi. Ừ. Quay lâu quá là dài quá là gửi cho ngoại cũng có được á, biết không? Nói chuyện đi. Sao? Ừ. Sao con? Ừ. Sao? Sao? Rồi, bye nha. Bye ngoại, bye hai, bye anh hai Minh nha. Mẹ tắt nha. Nhìn gì nhìn, nói chuyện cái đi. Ú. Ú, sao? Em bé. Em bé ngoan. Em bé cưng sao con? Nói gì? Muốn gì nè? Sao? À, bố không? Không chịu bú mà tính lấy tay, lấy tay liếm ngậm ngậm. Ồ ồ ồ, không chịu bú mà đòi ngậm tay.
nhìn vô cái phone hả? Không nói chuyện hả? Ừ, làm sao? À? Uống sữa không? Mẹ thay tã à, uống sữa ngủ tiếp nha. Căng nhăn, con ngủ mà căng nhăn. Thấy không? Cằn nhằn à, cằn nhằn á, ngồi ngủ con cằn nhằn vậy á. Mẹ thay tã cho thầy ngủ nha. Ngồi con đang ngủ à. Ồ, con đang ngủ bắt cho ra. Phải không? Bởi vì con giật mình hoài à. Ha. Hả? À. Hả? À. Ra. Nói đi. Hả? À. Ồ. Ừ. Ra. Nói nữa đi. Hả? Kể chuyện gì con? À. Hả? Kể chuyện Cái gì vậy? chuyện gì vậy Nghe hả? cha mẹ kể chuyện con cũng muốn kể nữa phải không? Ừ. Con nói cha nói đúng rồi á phải không? Banh, bác sĩ banh cái bụng mẹ ra, bắt con ra phải không? Nói đi. Phải vậy không? Hả? Phải gì không con? Đang ngủ à phải không? Phải không? Bữa như là bác sĩ bắt ra à? Phải không? Làm giật mình chứ. Phải không? Hả? Nãy nói thằng chàng luôn rồi cái thôi à. Nói đi, nói nữa đi. Sao? Con kể chuyện gì? Chuyện ngày xưa hả? Ngày xưa con ở trong bụng mẹ hả? Phải vậy không? Phải không con? Sao? Mẹ nói đúng không? Hả? Đâu kể chuyện gì đâu, kể lại coi. Kể một chuyện dài vậy hả? Ngày xưa con ở trong bụng mẹ phải không? Lúc còn nhỏ á, người tới lớn á, con biết đạp á, con biết thục á phải không? Bữa nào cha cũng gờ bụng mẹ cho thấy con đạp đó phải vậy không? Ừ, gì không? Người ở trong bệnh viện làm gì á? Làm gì mà độn hoàng cục á?
Sao? Để đi. Sao? Ồ, sao? Ồ, kể chuyện đi. Mà bác sĩ bà bắt con chui ra đó. Mà con chưa có tới ngày ra đó. Thấy không? Cái con độn một cục ở trong bụng mẹ đó. Độn qua một bên á. Thấy không? Cha nói con chạy trốn á. Thấy gì không? Nói chuyện dài giống như nãy kìa. Có ông ngoại nói cho ông ngoại nghe nè. Phải không? Kể chuyện cho ông ngoại nghe nè ông ngoại. Phải không?
đang buồn ngủ mà. Con đang buồn ngủ mà. Mẹ thay tã cho con. Con hết ngủ luôn. Phải gì không? Ừ. Nói chuyện đi. Lúc không quay phim thì nói, quay không nói. Sao nói nghe coi hả? Ừ, cùng mình. Ừ, cùng mình sao vậy hả? Ừ, sao nói mẹ nghe coi hả? Ừ, con đang buồn ngủ mà. Ừ, con đang buồn ngủ đó mẹ. Mẹ thay tã cho con. Con hết ngủ luôn. Ừ. Nhìn cái điện thoại đó chuyện hả? Hả? Nhìn sao? Gùng mình rồi nhỉ? Nhìn sao gùng mình? Mắt đi ị không? Hả? Ị không? Sao nói đi, nói gì nói nghe coi. Nhìn sao? Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ chưa con? Hả? Nói lần nói chuyện, mẹ quay phim mày không nói. Nói đi. Ừ, mẹ nè, nhìn mẹ nè. Nhìn cái camera không à, nhìn mẹ nè. Nhìn sao? Nè, mẹ nè. Nhìn sao? Hả? Ồ, nhìn sao? Nói chuyện. Nói chuyện đi. Nhìn sao? Nói gì nói đi. Nằm trên đây thoải mái không? Hả? Nằm trên đây thoải mái không? Khát sữa không mà le le lưỡi? Đút thì không chịu bú nè. Mẹ đi rửa bình sữa cho con nha. Nằm chơi mình nha. Nào buồn ngủ thì ngủ ha. Bye nha. Bye. Sao? Nói chuyện ơi. Sao? Uống no chưa? Uống no chưa? Ngủ được chưa? Nha con. Sao? Nói chuyện lớn gì á. Em bé nào trong đây vậy? Bé nào vậy? Bé nào đó? Bé nào á? Bé nào trong đây á? Ra con. Thấy con không? Hả? Thấy con ở trong đó không? Hả? Thấy không? Nói chuyện nhân nãy đi. Sao? Hả? Ai trong đó vậy? Nằm im nhìn vậy, phải con không?
Mấy con trong đây không? Mấy con không? Phải không? Mấy con trong đây không nè? Em bé nào nè? Em bé nào đi ta? Con bú sữa đó thấy được không? Nó lạ quá không? Sữa mẹ pha đó. Sao mà tím tím cái miệng hoài vậy? Rút rút cái miệng hoài vậy? Hả? Nó thoải mái không? Cái gì á? Sữa đó con thấy được không? Được không? Sữa đó uống ngon không? À. Sữa đó uống ngon không con? Uống hay thì sao? Ồ. Sao? Em bé nào trong đó đó? Hả? À. Ồ. Thấy con không? Hả? Thấy con trong đây không? Phải không em bé? Phải em bé đó không? Hả? Bây giờ nói chuyện với em bé đó đi. Hả? Nhìn nè. Phải em bé không? Em bé nào đây? Nói chuyện với em bé nó đi. Say hi đi. Hi. Ai vậy ta? Em bé nào đi ta? Mấy con không? Nói chuyện với em bé ra đi. Hi. Hi. Hi baby. Hi baby. Baby đang làm gì đó? Baby gấp cục cửa ơi. Ai trong đây vậy ta? Không nói chuyện. Nói chuyện mẹ tắt nha. Giỏi quá ta. Em bé giỏi quá ta. Đặt qua con. Đặt qua. Cha để con nằm sấp vậy hả? Cái mặt cơ cơ. Cái mặt cơ cơ. Ngóc đầu lên. Cố lên. Cố lên con. Được không? Được không? Được không con? Sao? Rồi, được rồi. Nó cục, nó cục, nó cục. Nó cục, nó cục. Nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Mẹ cho uống vitamin nha. Sáng con thức dậy con tập thể dục nè. Tập thể dục đó con. Vơ tay, vơ chân cho khỏe ha.
Tập thể dục đi. Ừ, 1, 2, 3, 4. Ừ, nhìn vô cái điện thoại gì hả? Ừ, nói chuyện đi. Nói chuyện cho bà ngoại thì hai với anh Minh nghe đi. Ừ, ừ. Nói gì cơ? Ừ. Tập thể dục. Vừa tập thể dục. Ừ, vừa nói chuyện. Đói bụng chưa? Nhưng nào đói bụng kêu mẹ nha. Nha. Tập thể dục rồi mệt rồi hả? Cười. Tập thể dục rồi mệt rồi hả? Mệt rồi hả? Làm đi. Tập thể dục rồi mệt rồi, nghỉ mệt ha. Nhưng mà chút tập tiếp ha con. Đập xuống nệm bụp 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 đi á. Bụp 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 đi á. Ừ. Cười. Tinh tinh. Em bé. Em bé buồn ngủ chưa? Em bé buồn ngủ chưa? Em bé muốn nữa ngủ không? Em bé muốn ngủ không? Em bé buồn ngủ chưa? Hả? À? Em bé buồn ngủ chưa em bé? Dữ vậy hả? À? Nói chuyện dữ vậy hả con? Hả? Quơ tay mặn dữ vậy hả? Tập thể dục hả? Phải không? Bây giờ bố ngủ nha. Mẹ quay phim một xíu thôi. Nói chuyện cười cho bà ngoại gì hai anh hai Minh coi nha. Ừ. Hả? Ra. Ừ. Ừ. Ra. Cười duyên đi. Cười duyên đi. Dì hai thích con cười duyên nè, cười duyên đi. Ồ. Ồ. Nhiều mắt, nhiều mắt. Nhiều mắt. À rồi bố ngủ tiếp ha. Nha. Yeah. Bố ngủ tiếp ha, cười một cái nữa đi bố ngủ tiếp ha. Em bé. Em bé ơi. Em bé ơi. Em bé ơi. Em bé ơi. Em bé nhìn cái gì đó? Hả? À? Em bé nhìn gì đó? Ba muốn ngủ tiếp nha. Bye, bye ngoại, bye dì hai, bye anh hai bên nha. Bye. Ấy nhanh đi. Ừ, con giỏi quá. Mẹ xây cái ấy thêm nha. Cười. Nói chuyện đi. Nói chuyện cho ngoại gì hai anh Minh nghe nè. Nói chuyện còn nheo mắt nữa. Ý thêm không? Con ý thêm không? Bé nào đó? Bé nào bị mẹ cởi áo ra để ỉ á? Bé nào á? Hả? Bé nào vậy? Bé ơi. Em bé ơi. Em bé ơi. Em bé ỉ nữa không? Em bé ỉ nữa không? Em bé ơi. Em bé ỉ nữa không? Em bé ỉ nữa không? Mẹ xoa bụng cho em bé ỉ nữa không? Hả? Ỉ nữa không? Ừ. Con ỉ nữa không? Ỉ cho hết thì mẹ thay tả nè. Thế không thôi là thôi ỉ nữa nè. Thấy không? Thấy không? Ừ. Sao? Sao thủ gió hả? Nhột không? Nhớ không?